Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng, xì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai, tóc xõa, vai. Nhạc sĩ Vũ Đình Kim viết về gần như là trường ca người Hà Nội. Bây giờ xin mời tất cả quý vị nghe anh Trần Vũ. Ta cũng có một cái thủ tục mà ở đâu thì cũng phải như thế thôi ạ. Bây giờ chúng ta cũng tôi xin phép là chúng ta làm quen, chúng ta giới thiệu về, ví dụ như các bạn rất đơn giản là tên là gì, nick đấy, và có thể là sở thích đấy, và sở thích nè. Rồi những bạn nào cũng là khách mời thì các bạn cũng có thể là các bạn có link Yahoo này, hoặc là các bạn ở trên trang blog.viet.vn.com.net vân vân chẳng hạn đấy, hoặc là 360độ.vn chẳng hạn đấy. Bây giờ tôi có ý kiến là bây giờ cứ mời khoảng 3 bạn lên một đúng được không ạ? Xin mời bạn Hiếu, xin mời bạn Hiếu. Cháu xin mời cô Liên và em xin mời anh. Có một cái thủ tục mà ở đâu thì cũng phải như thế thôi ạ. Bây giờ chúng ta cũng tôi xin phép là chúng ta làm quen, chúng ta giới thiệu về, ví dụ như các bạn rất đơn giản là tên là gì, nick đấy, và có thể là sở thích đấy, và sở thích nè. Rồi những bạn nào cũng là khách mời thì các bạn cũng có thể là các bạn có link Yahoo này, hoặc là các bạn ở trên trang blog.viet.vn.com.net vân vân chẳng hạn đấy, hoặc là 360độ.vn chẳng hạn đấy. Bây giờ tôi có ý kiến là bây giờ cứ mời khoảng 3 bạn lên một đúng được không ạ? Xin mời bạn Hiếu, xin mời bạn Hiếu. Cháu xin mời cô Liên và em xin mời anh. Vâng, chị và các bạn, mình là Nguyễn Quốc Phượng. Đấy, em hôm là giới thiệu hơi quá. Đấy, mình là tuổi canh tí của chục vàng, tức là can tuổi với cả anh Nhật Sách. Nhà thì là Hà Đông, tức là Hà Đông nhưng Hà Đông mới. Thì nếu tính Hà Nội tức là Hà Nội ba lần mới chứ không phải Hà Nội mới, nó Hà Nội mới một lần. Vâng. Nhưng mà vì là những người buôn bán nhỏ, những cái nickname của mình thì là mình gắn bó với Hà Nội là không chỉ với một cái nắng sớm buổi thu hay là một cái áng hoa hôn buổi chiều, mà vì là những người buôn bán nhỏ, tức là dân thêm phẩy để bác Sơn hay Phạm Quốc Liên ạ, dân thêm phẩy, dân tiểu thương thì yêu Hà Nội cả bằng cơm áo gạo tiền, thế chắc là yêu mãi. Thế cuối cùng mình xin là chúc mừng cho cái hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp và chúc mọi người mạnh khỏe. Lời chúc sức khỏe đến các bác, các cô, các chú và các anh chị. Tôi tên là Hoàng Xuân Cường, hiện là sở hữu nickname công ty Văn Đạo. Ngoài ra thì chúng tôi còn sở hữu một trang web là vandao.com đó. Lúc nào mà ai muốn tìm hiểu thì xin mời vào cái trang web đó để tìm hiểu thêm về chúng tôi. Rất vui hôm nay là tôi được tham dự lần sinh nhật thứ nhất của trang yêu Hà Nội.vn. Thì lời đầu tiên tôi cũng chúc cho trang yêu Hà Nội ngày một phát triển. Thứ hai là tôi xin chúc cho toàn thể anh chị em ở trong admin ở trong cái trang yêu Hà Nội có sức khỏe dồi dào và một tinh thần làm việc hăng say. Tôi cũng chúc cho tất cả những anh chị và các cô bác cư trú ở đây một sức khỏe dồi dào và xin nữa. Cảm ơn Hà Nội phố, ta còn em mùi hoa, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng, dì dào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ mời anh Phượng lên, anh Phượng ơi, anh không quay thì anh lên đây cái đại diện cái này cũng dễ anh ạ. Mời anh Cường lên đây, anh Cường ơi. Tôi còn là đại diện là tôi nhà nước. Vâng.
Đây là quán đại diện. Tay viên đeo chụp ảnh. Bắt đầu lên đi.